Nhìn mấy cái bảng màu của anh toàn màu kiểu giống nhau, nhìn mãi cũng chán. Ây da, đã vậy thì hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cho anh em một style mới của Sừng Kiến này, anh em xem cho đỡ chán nhá. Vào việc. Hè thì công nhận là nóng thật đây, nên có khi anh em viewer xem tranh của Sừng Kiến chúng mình cũng thấy khó chịu. Thôi thì để chiều lòng anh em, quả job lần này bọn tôi sẽ làm nó hơi khác đi một tí. Trộm vía là anh em chúng tôi toàn được vẽ cho mấy bạn trẻ mà giỏi ghê ấy. Bạn chủ quán này thì mới sinh năm 2004, nên anh em tôi đã tư vấn vẽ cho bạn con khỉ ngầu lòi, tay trái cầm tông đơ, tay phải cầm tiền cho nó đúng chất chơi. Hình này thì không lớn nhưng vì làm mảng tường chính nên anh em nhà kiến tập trung tả thật kỹ sao cho hình được nổi bật, tạo không gian check in cho quán luôn. Ngoài biển mặt tiền thì anh em tôi cũng lựa chọn phối màu style kiểu mắt mẻ, rừng rú xíu để hợp mệnh với bạn chủ quán. Vừa chiều lòng khách, vừa chiều lòng anh em xem clip. Vẽ vời thế này thì anh em đã thấy nó mát mẻ chưa ạ? Anh em 20 Thái Nguyên có dịp thì cứ qua khu vực công nghệ thông tin là thấy quán ngay. Quán thì không lớn nhưng mà được cái là sau khi decor thì nổi bật và bắt mắt lắm. Nếu ưng ý và muốn làm vài bức thì cứ ới Sừng Kiến nhá.